dì Đà Phật a à, dì Đà Phật a à, dì Đà Phật nam mô bổn sư thích cao ni phật Nam Mô A Di Đà Phật Hôm nay là ngày 14 tháng 9 2020 Chúng ta tiếp tục học tập Một câu A Di Đà Phật Niệm đến cùng à, Đến tập 276 à, Hôm qua nhưng đức gặp một cái vị này đến đây xin cộng tu vị này cũng đi tu rất là nhiều nơi khi ngồi nói chuyện thì vị này nói một câu rằng biết niệm phật gần 20 năm mà nhưng mà trong lòng cứ là canh cánh lo Mình niệm Phật lâu năm như vậy mà Vẫn còn vọng tưởng nhiều quá khi niệm Phật Lo Chắc cái đà này mình niệm Phật không được giảng sanh Khi ngồi nói chuyện với những đức Những đức nêu lên nguyện thứ 18 cho vị này nghe những đức nói rằng những đức cũng đọc lời chư thủ sư về những công đoạn này và chúng ta thường tụng kinh vô lượng thọ nguyện thứ 18 chú nghe đức phật nêu lên nguyện thứ 18 chưa chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là đức phật a di đà Chí tâm tinh ưa Niệm danh hiệu ta Đến khi mệnh chung Là đến lúc thọ mạng đến Chỉ cần niệm được Từ một niệm Cho đến mười niệm Thì ta là Phật A Di Đà Sẽ đến tiếp dẫn người đó Về thế giới cực lạc Đây là lời hứa của Phật A Di Đà đó. Chí tâm là từ khi biết pháp môn Tịnh độ niệm câu Phật hiệu này niệm suốt cuộc đời không thay đổi. Cũng như Hòa thượng Hải Hiền thầy của ngài dạy ngài niệm Phật, ngài niệm 92 năm. Đó gọi là chí tâm. Đã là trí tâm như vậy thì nhất định là tính ưa Tin thì mới niệm suốt cuộc đời Đạt được lòng tin Ưa là thích thế giới cực lạc Thích niệm danh hiệu ai với Đạo Phật Vì thì phù hợp gọi là trí tâm tính ưa Niệm câu ai với Đạo Phật Niệm cả cuộc đời gọi là trí tâm tính ưa chỉ cần giữ được trí tâm tinh ưa thôi Chứ Phật A Di Đà ngài không có nói rằng niệm danh hiệu của ngài phải tiêu tất cả những vọng tưởng. Việc này khó còn hơn lên trời. Thế vì phải nhớ rằng là tâm chúng ta là tâm phiền não, tâm vọng tưởng mới sanh ra gọi ta bà này. Tâm vọng tưởng nên thân này cũng là thân hư hoại, thân bệnh hoạn thăng mai như thế này mốt như thế khác y coi đúng không là do tâm tướng do tâm sanh là do tâm vọng tưởng sanh ra thăng bệnh quản đã là tâm vọng tưởng sanh ở cõi ta bà này là cảnh giới vọng tưởng cha mẹ mình cũng là vọng tưởng sanh ra sản phẩm là mình phải là vọng tưởng tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này đều là vọng tưởng đã là quốc độ vọng tưởng Thành trụ hại không Vậy mà bây giờ Chúng ta muốn dẹp tất cả những cái vọng tưởng Khó còn hơn lên trời Nếu mà là pháp môn tịnh độ Mà phải niệm Phật Dẹp tất cả vọng tưởng Không còn một chút vọng niệm gì Vậy thì cái việc niệm Phật giảng sanh Cũng đâu phải là pháp môn dễ tu Đâu phải là pháp môn dễ tu ý Vậy thì cũng không phải nói Pháp này là pháp thù thắng cú độ vô lượng chúng sanh Vậy thì Pháp này cũng là Pháp khó tu rồi Làm sao gọi là Pháp đại thù thắng Nên Đức Phật A Di Đà ngày nêu lên là Chúng sanh mười phương là Tất cả chúng sanh đi Chỉ cần nghe danh hiệu Ngài Chí tâm tinh ưa à, nó. Hòa thượng ấy hiền là chí tâm tinh ưa đó Là nghe Thầy dạy niệm một câu Phật hiệu Thì niệm 92 năm niệm cả đời bây giờ chúng ta không nói số lượng năm mà từ khi mình gặp pháp môn tịnh độ là cả đời tu tịnh độ niệm phật không thay đổi pháp môn đây gọi là trí tâm tinh ưa tiêu chuẩn rồi đó quý vị đến khi mệnh chung thì chắc chắn quý vị sẽ niệm câu ai với đà phật chứ làm sao vì cả đời quý vị là niệm phật lòng tin phật cầu phát nguyện giảng sanh vậy thì cuối cuộc đời chỉ cần niệm từ một niệm cho đến 10 niệm thì phù hợp và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đã phát rồi. Đúng không? Quý vị nghe chỗ này một cái thì quý vị thấy rằng là chúng ta ai cũng có cơ hội có thể niệm Phật được giảng sanh hết. Chỉ cần chịu niệm câu Phật hiệu thì sẽ được giảng sanh. Gọi là cứu độ vô điều kiện. Bạn chỉ cần niệm Phật thôi. Giống như bây giờ một con người này có tâm lượng rộng lớn Quý vị chỉ cần Gọi đến tên người này Thì người này sẽ giúp đỡ Chỉ cần gọi tên tôi Tôi giúp đỡ Không gọi sao tôi biết đó Đức Phật A Di Đà cũng như vậy Chỉ cần gọi đến tên của Ngài Thì Ngài cứu độ Mà Ngài sợ chúng ta quên Nên phiên chúng ta nên trí tâm tình ương Đến lúc cuối cùng của cuộc đời mình chỉ cần niệm từ một niệm cho đến 10 niệm thì Ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn. Đây là lời hứa của Phật A Di Đà. Không lẽ chúng ta không tin? Phàm phu ở thế gian này mà nghe đạo tiếp nhận một chút đạo chúng ta nói một lời giả dối chúng ta cảm thấy mình còn ngại ngùng không chi là phật làm sao nói lời giả dối với chúng ta hả quý vị mà phật nói lời giả dối với chúng ta được lợi ích gì Chúng ta có cái gì đâu mà các ngài Đi dụ dỗ chúng ta làm chi Rồi chư tổ sư Là bậc chân tu Đi nói lời giả dối chúng ta làm gì Mỗi ngày những đức đọc Một hai công đoạn Niệm Phật giảng sanh Quý vị nghe rất rõ ràng Đây là bổ túc tính nguyện đó Nên hôm qua những đức nói chuyện với Cái vị đó Những đức nói Chú chỉ cần chân thật niệm có Phật hiệu thôi Gọi là trí tâm tinh ưa Cứ lão thật mà niệm Phật thôi Tất cả những vọng tưởng đến cứ mặc kệ nó Chú làm được Như vậy không Chú này nói được Như vậy thì con làm được Làm được thì cứ chân thật mà niệm Phật Vọng tưởng cứ mặc kệ nó Giống như những đức thường ví dụ Mình Cái lúa thì cứ lo cái lúa còn người bên kia bằng cỏ thì người kia bằng cỏ Chứ ai kêu chú Đang cái lúa bên đây gặp người ta mặn cỏ Cũng chạy qua Làm cái việc mặn cỏ của người ta Chú cứ lo cái lúa đi Người kia thì cứ lo mặn cỏ đi Đó. Lúa cũng như là câu ai với đạo Phật Chúng ta niệm Phật thì cứ lo niệm Phật đi Cỏ cũng như vọng tưởng Thì vọng tưởng nó phát khởi Cứ mặc kệ nè Chúng ta cứ lo niệm câu Phật hiệu của mình Tại sao mình không làm cái việc dễ Mà mình đi làm cái gì khói vậy Niệm Phật gần 20 năm Mà chỉ có bận tâm cái việc vọng tưởng thôi Mà bận tâm vọng tưởng là chấp trì vọng tưởng rồi Tuy niệm Phật nhưng lại chấp trì vọng tưởng Là bận tâm vọng tưởng Quý vị nhớ nha Quý vị bận tâm lo âu chỗ nào Có nghĩa là chấp trì chỗ đó đó Nhớ đó Bận tâm lo âu chỗ nào Thì là chấp trì chỗ đó Nên có một cái cô này Cô Bị bệnh có một chút thôi Mà cô cứ lo là Nhớ lại ngày xưa mẹ của cô Bị bệnh gan Người xưng phù lên Và 49 tuổi mẹ cô chết Bây giờ cô mới có ba mấy tuổi Cô bị nhứt cái tay Và cái tay cô sưng lên Tự nhiên trong tâm của cô cứ Là lo âu Suy nghĩ không lẽ mình bị bệnh giống mẹ mình Cái tay giờ nó sưng lên Thì cô rầu rĩ cô buồn Cô cứ sợ cô lo Khi những đức biết được những đức Nói chuyện với cô Những đức nói Mẹ cô là mẹ cô Còn cô là cô chứ Cái ý niệm của con người Nó thay đổi từng sát na mẹ cô lúc trước không có ăn chay niệm phật cô bây giờ thì có ăn chay niệm phật mẹ cô lúc trước không có niệm phật nhiều bằng cô bây giờ thì cô biết niệm phật nên cái ý niệm của cô nó thay đổi cái nghiệp của cô từng sát na như vậy cô lo sợ cái gì mà cô biết chết thì sao không mà cô sợ cô nói dạ không vậy không sao sợ chị ạ thì cô này nói là tưởng tượng Cô đi tưởng tượng cái chết để cô sợ làm chi ạ à? Tại sao cô không sống những ngày tháng bình yên Cái chết đến là phải đến thôi Tự nhiên đi bận tâm sợ mình bệnh giống mẹ mình ngày xưa Tướng do tâm sanh cái tâm như vậy Nó sẽ chiêu cảm tất cả những cái nghiệp quả Mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng tạo Nó sẽ hội tụ đến một lúc thì tức khắc nó mang bệnh thiệt á chúng ta đừng có quan tâm những việc đó chúng ta cứ lo niệm ai với đà phật chúng ta cứ sống một ngày nay là sống một ngày rất bình yên một ngày sống rất tốt đi thì từng ngày từng ngày chúng ta là tốt dù là có bệnh gì đi chăng nữa nhờ cái tâm tốt cái tâm vui cái tâm quan hệ đó mà nó quá giải cái bệnh hết nên đây là những công đoạn mà chúng sanh nhiều người chúng ta cùng nghe đó quý vị để giải Mã những cái tâm lo âu buồn phiền của mình đi Chúng sanh mình là thường lo những việc chưa đến Thường suy nghĩ những việc đã qua Việc của hôm qua cứ bận tâm mãi Việc chưa đến cứ lo rầu Đây là cái khổ của nhân sinh mình Bây giờ mình học Phật rồi thôi Đừng có sống như vậy Sống những ngày tháng như vậy là sống những ngày tháng vô ích, không có ý nghĩa gì hết. Nhớ. Phật dạy mình sống trong hiện tại. Hiện tại là ngày hôm nay nè, mình nên sống vui sống tốt nè. Chứ ai đi bận tâm những ngày chưa đến, nói đây không phải là nói chúng ta không lo âu gì hết. Nhưng mà lo âu có được cái gì quý vị? Ngày hôm nay làm việc thì cứ chân thật mà làm Ngày hôm nay sống tốt thì cứ chân thật mà sống tốt Sống thiện Sống quan hỷ, sống tha thứ Không buồn giận ai Của ngày hôm nay đi Vậy thì quá đặc biệt rồi, quý vị Sống như vậy thì Đặc biệt quá rồi Vì sao không sống Những chuỗi ngày như vậy Đi sống những ngày tháng bận tâm lo âu làm gì nên phật pháp có thể quá giải được rất nhiều thứ trong nội tâm của mình đó quý vị nhưng đức đọc một công đoạn niệm phật giảng sanh cho quý vị nghe để chúng ta phát triển cái tính tâm quý vị phải nhớ người niệm phật giảng sanh của chúng ta chư tổ sư đã dạy đã là niệm phật giảng sanh thì không có sợ chết Người sợ chết là người không có tính nguyện niềm Phật giảng sanh Chết ai cũng sợ Chúng ta Là người biết tu Cũng đi sợ Vậy thì mình có khác gì người không tu Cái chết Sớm muộn gì Nó cũng sẽ đến với tất cả Mỗi một người chúng ta Đang hiện hữu ở cõi đời này Vậy thì cái chết nó đều đến với tất cả chúng ta Chúng ta sợ lo âu với nó Để làm chi quý vị Nên chư tổ sư khuyên mình Người niệm Phật muốn giảng sanh Thì đừng nên sợ chết Tại vì cái chết Đừng bao giờ diễn cảnh Rằng là nó quá đáng sợ Chết Chỉ là chuyển một hoàn cảnh mới mà thôi quý vị à Không có gì phải sợ cả Phải tập đi thích đàm dám họ chịu người thờ nam bắc chiều ở ký châu ông xuất gia thở bé thờ ngài chúc đạo tổ làm thầy tánh thanh đạm pháp sư ăn cơm rau mặc áo vải giữ lực hạnh rất tinh khổ Sao lại du phương đi khắp nơi hằng pháp độ người Khi tới Kinh Châu Ngài dừng bước tịnh tu ở ngôi tăng tự tại Giang Lăng Bây giờ Xuân Thu đã hơn 60 tuổi Bình sanh Nếu làm chút điều lành Pháp Sư đều hồi hướng cầu về Tây Phương Nguyện được thấy Phật Một hôm Trong khi thiền định Ngài thấy Phật Ai Di Đà Thăng tướng rất cao đẹp, trang nghiêm Cầm hoa sen dưới nước nơ đầu và mặt Dùng phạm âm trong thanh vi diệu bảo ta rưới pháp thủy gọi rửa chằng cấu làm cho tâm ngươi thanh tịnh khiến cả ba nghiệp đều được nghiêm sạch nói đoạn lại lấy một cành hoa sen trong bình báo trao cho sau khi xác định pháp sư tỏ bài sự sống chết vô thường cùng đại chúng và dẫn dò hậu sự Đêm đã khuya chư tăng đều lui về Liêu phòng Ngài đi chậm rãi nơi hành lang niệm Phật Đến canh năm Tiếng càng lúc càng khẳng thiết Đến sáng đệ tử y thường lệ Vào phòng thăm hỏi Thấy Pháp Sư ngồi ngay thẳng bất động lại gần xem thì đã viên tịch Lúc ấy Ngài hưởng thọ được 70 tuổi Thờ bấy giờ lại có thích đạo hải ở Giang Lăng Thích huệ khảm ở Bắc Châu Thích đàm hằng ở Hoài Nam Thích huệ cung ở Đông Châu Thích đạo quan ở Hằng Nông Cùng phát nguyện cầu sanh cực lạc khi lâm chung đều có điềm lành sự vãng sanh của chư đại đức kể trên gây rất nhiều tính tâm cho hàng đạo tục khi chúng ta đọc những công đoạn này để học tập với vị thì quý vị nghe người niệm phật vãng sanh nhiều lắm rất là nhiều để mỗi một người niệm phật chúng ta cái tâm nó phát tâm niệm phật vãng sanh mình không bị một số tư tưởng không hiểu biết, lý luận bài xích làm ảnh hưởng chúng ta nhờ những công đoạn này nè quý vị. Mà chư tổ sư khuyên dịch những công đoạn này để là cho hậu thế cũng là gì, chúng sanh đời sau chúng ta nè. Khi coi được mà hưng khởi tính tâm niệm Phật, kiên cố tâm niệm Phật không bao giờ dao động tâm là nhờ những công đoạn này nè quý vị. Vì nghe rất rõ ràng Bình sanh là Ngày đàm giám này Là lúc Bình thường mỗi ngày sống Từ niệm Phật cho đến làm công đức Là gọi là bình sanh Nếu có làm chút điều lành Pháp sư điều hồi hướng Cầu về Tây Phương Nguyện được thấy Phật không? Rõ ràng không Iran là tổ sư dạy luôn quý vị Nên những người niệm Phật giảng sanh Chứ tổ sư Tuy các ngài cách nhau qua thời đại Nhưng lời dạy không khác một chút nào hết quý vị Và tiêu chuẩn niệm Phật người giảng sanh Quý vị coi Iran Đều là lão thật niệm Phật Đều là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Đều là cầu sanh cực lạc Chứ không có cầu bất cứ một cái việc gì ở thế gian này hết Ăn tổ ngài cũng nói Quý vị làm một chút công đức của một ngày Niệm một câu Phật hiệu của một ngày cũng đều đem công đức hồi hướng về thế giới cực lạc hết Cầu sanh cực lạc thôi Không có cầu cái gì ở thế gian này hết Nhưng việc thế gian này có viên mãn tốt đẹp hay không Vô cùng viên mãn tốt đẹp Chỉ cần cầu sanh cực lạc Thì tất cả việc thế gian đều là viên mãn tốt đẹp Yên tâm đi Những đức thấy cũng rõ ràng Những đức quanh năm cũng có cầu cái gì ở thế gian này cả mà quý vị coi chúng năm sáu trăm người mỗi ngày niệm phật cứ khuyên người niệm Phật thôi Chúng cũng có cơm ăn áo bạn ổn định quý vị Không cần phải bận tâm gì cả không Nên Chúng ta tu học quý vị Phải hiểu Phải nương vào lời chư thủ sư Những vị niệm Phật giảng sanh đây là Đại Bồ Tát đã giảng sanh rồi Nên chúng ta đọc những văn tự này Mình rất là yên tâm quý vị Yên tâm Và khi đoạn cuối đọc nhiều vị Niệm Phật giảng sanh để mà Tăng Trưởng cái tính tâm Niệm Phật của mình đó quý vị Nên quý vị niệm Phật giảng sanh yên tâm à. Người niệm Phật giảng sanh Rất là đông như vậy thì thế giới cực lạ có Mới giảng sanh Đức Phật A-di-đà tiếp giảng Nên chúng ta không cần bận tâm Những cái lời ai nói cái gì Bu vơ gã kệ Không quan tâm Những người này tại vì họ không biết Thêm cái nữa họ không biết sợ Đọa địa ngục nên họ bài xích tịnh độ những người đó họ không có cái kết quả tốt tại vì cái nghiệp quả của họ chứ không phải là phật tính sổ với họ mà là cái nghiệp của họ làm cho chúng sanh đi phương hướng không đúng đắn họ chỉ dẫn tầm bậy hiểu không từ nơi đó mà cái nghiệp là ngay chỗ cái tâm đó đó mình phải nghe theo lời của phật chỉ dẫn chúng sanh niệm Phật là y giáo phụng hành Nghe lời của Phật Những đức nghe một số bài giảng Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông Một vị mà Kim Lực Sư Vô cùng là nổi bật Ngài cũng tán tán tịnh độ hết lời Ngài cũng niệm Phật tuy dạy trong trường Phật học nhưng cũng phiên thính chúng niệm Phật giảng sanh. Những đức nghe rõ ràng mà. Những vị này có sức ảnh hưởng rất lớn. Cuộc đời của các ngài tu nhiều năm như vậy, các ngài chọn không tịnh độ quý vị cứ yên tâm. Chúng ta phải chọn những vị lớn tuổi như vậy đó, người ta góc độ sâu. người ta có sự nhận thức hướng người niệm phật lợi ích vô cùng thù thắng nên mỗi một phật tử quý vị đều có trách nhiệm dạy người ta niệm phật khi đủ duyên nhớ đều có trách nhiệm dạy người ta niệm phật mình là người niệm phật đi đến đâu gặp người đều có một cái tâm kết duyên dạy người ta niệm phật đều có một cái tâm như vậy chưa đủ duyên thì kết duyên Còn đủ duyên nhất định là gieo duyên liền Không nói chứ Nên cái người mà cái duyên kém Quý vị biết niệm Phật Mà quý vị đi đến đâu Quý vị cũng không biết khai khẩu Dạy người ta niệm Phật Quý vị không biết dùng phương tiện Dạy người ta niệm Phật Quý vị không biết tặng người ta một chiếc máy nghe Pháp Vậy là thua Không biết tu phước tu duyên Đến khi thọ mạng đến chết bất đắc kỳ tử Thì ổn một đời Thiệt là uổng một đời quý vị Lúc còn sống mà không chịu tạo phước tạo duyên Lúc chết rồi thì vô cùng là hối hận Một đời đã đi qua Ví dụ như bây giờ mình tặng người, người ta một chiếc máy nghe Pháp Người ta không nghe Quý vị có cái tâm tặng người ta một chiếc máy nghe Pháp Vậy người ta niệm Phật Bây giờ người này không nghe Cái tâm của quý vị nó cũng viên mãn rồi đó Tại vì quý vị tặng cho họ chiếc máy nghe Pháp niệm Phật Họ không nghe, họ sẽ đưa cho người khác nghe Quý vị gieo duyên với họ là có công đức với họ Họ gieo duyên với người khác Là họ kết duyên tịnh độ với người khác Họ kết duyên tịnh độ với người khác Thì duyên tịnh độ của họ hứng khở Phải nhớ Nên mình cứ chân thật mà gieo duyên đi Đừng có bận tâm Nếu mà bận tâm nhiều quá Là có khi không làm Trời tặng nhiều gì mà không biết họ có nghe hay không Bận tâm chi mấy chuyện đó cho nó mệt Bận tâm nhiều việc quá Thì chắc nghĩ làm luôn quá Rồi tặng máy nghe Pháp Bây giờ phải lựa người để tặng Trời ơi Bây giờ quý vị biết lựa ai bây giờ Lựa chắc cả cuộc đời của mình Chắc cho được mấy người Nên có những người quý vị biết rằng Không có duyên rồi quý vị có của Quý vị muốn cho người ta cho cũng không được Cho cho cũng không được thì Đừng nói chi mà quý vị mà nêu lên chương trình mà gọi là đặt máy vì cho cho cũng không được nó quý vị thử coi phải là có của mà có khi cho người ta cho không được không có khi có những người mà quý vị cho đồ người ta mà người ta nhìn quý vị người ta không dám nhận luôn chắc nhìn cái mặt gian quá không dám nhận không biết có để bùa trong đó không sợ quá đúng không đã là không có duyên có của cho người người ta cũng không nhận nên mình là người niệm Phật Có cái tâm kết duyên Nên nhân duyên nó duyên với chúng sanh Từ nơi đó mà quý vị tặng đồ cho người ta Người ta vui lắm, người ta quý lắm quý vị Những đức đang đặt Mấy ngàn chiếc áo Phía sau những đức Để cái dòng chữ Một câu ai với Đạo Phật niệm đến cùng Tặng cho quý Phật thử gì chùa Khi mà làm xong Cho mỗi cô đi ra chợ Vì bận chiếc áo kết duyên với mọi người một câu ai với Đà Phật niệm đến cùng Nhắc mình nhắc người Cả đời niệm một câu ai với Đà Phật này không thay đổi Chắc chắn là phải giảng sanh thôi chỉ cần trí tâm tin ưa Chỉ cần có lòng tin kiên cố Niệm có vật hiệu không thay đổi Chắc chắn giảng sanh Nhớ. Sợ là bữa nay bạn niệm mà bạn lo Bạn nghe đầu này đầu kia đầu nọ Bạn dao động tâm Khi mà tu mà đến lúc mà tâm dao động rồi Nó tìm những cái cái câu gì đó mà để mà mình chạy thoát ra khỏi Phật Pháp không à Đó là tâm nó dao động Hoặc là nó đang hướng đến cái trần cảnh gì Bắt đầu là nó coi những cái gì Mà gọi là Phật Pháp nó không có lợi ích gì đâu Để nó nó, nó, thối tâm Đến lúc tâm nó thối Thì bắt đầu nó, nó, nó gặp những cảnh duyên để thối tâm Còn khi cái lúc mà tâm của mình mà nó đang hưng khở Thì quý vị đều là coi những văn tự hưng khở tâm không Rõ ràng tướng do tâm sanh thế chứ Ừ nên mình là người niệm Phật. Dù là người nam hay người nữ thì mình cũng rèn luyện chính mình là người phải làm sao? Phải mạnh mẽ. Ví dụ như giờ một người phụ nữ quý vị đi theo một người đàn ông đi, người đàn ông này mạnh mẽ, người đàn ông này quyết đoán thì mình mới yên tâm mình đi theo người đàn ông này được chứ. Người đàn ông mà yếu đuối. Như đàn bà con gái thì quý vị nghĩ làm được cái trò gì? Dù có làm được một số việc gì đi chăng nữa Cũng là tâm lượng nhỏ thôi Làm sao phát được tâm lượng lớn Phật đã nói tâm lượng lớn phước báo mới lớn Tâm lượng nhỏ sao phước báo lớn được Nên tất cả quý vị phải nhớ rằng Dù đời hay đạo gì Một con người làm việc là phải có tổ chức Nếu như mà làm việc với một cái cá nhân của mình Không bao giờ quý vị phát triển được đâu Không bao giờ Và quý vị cũng không bao giờ làm được lâu dài Vì sao? vì không kết hợp được với ai cả những đức nói bảo đảm một công việc gì mà nó không có tập thể kết hợp được vậy thì quý vị không thể nào phát triển được dù có phát triển đi chăng nữa cũng làm chơi chơi thôi một ngày nào cũng bỏ cuộc thôi nên quý vị biết rằng những đức con người sống cũng có tư tưởng lắm nhưng mà để tìm một người có tư tưởng thì vô cùng là khó quý vị à tìm một người tư tưởng rất là khó Ngày xưa những đức mới vô chùa là cư sĩ Vậy mà những đức thương là lập nên một tổ chức Bên cạnh những đức lúc nào mười mấy hai chục anh em cùng Nói chuyện trò hoặc là nêu lên những tư tưởng Nên người ta mới có tổ chức Người ta mới ở trong cái tổ chức đó để sắp xếp được nội bộ chứ Còn nếu như quý vị làm việc chỉ cá nhân một mình mình Vậy thì làm sao mà tương lai quý vị làm việc được Tâm lượng này hẹp quá tâm lượng làm việc mà không có hòa thuận được với mọi người mà đi trách mọi người là thua mình là người nó phải có tư tưởng hơn người ta dù người ta chưa nghe mình đi chăng nữa người ta cũng cảm thấy phục tùng mình vì sao vì mình hơn người ta thì mình chỉ đạo người ta chứ sao còn mình thường trách họ vậy thì mình thua rồi sự tu của mình mà cứ thường trách họ vậy thì làm sao lập nên một tổ chức được bất cứ khâu nào cũng vậy mình phải hiểu mình làm khâu đó mình nhìn cái tiềm năng của người đó cũng như ngày xưa những đức còn là cư sĩ mới vô chùa người vô chùa những đức nhìn tiềm năng những đức hỏi về sở học của họ họ có cái khiếu gì để những đức đề cử họ để họ không bị mai một mình làm một công việc gì cũng vậy mình cũng nhìn tiềm năng của con người để mình hỗ trợ mình giúp đỡ người ta thì cái nghề của mình nó mới phát triển được Cũng như những đức nuôi người già Những đức có thường có kinh nghiệm gì Cứ chia sẻ hết cho các anh em Mong các anh em sau này nuôi người già Còn chia sẻ Phật Pháp Thì tất cả những điều chia sẻ Phật Pháp Mình đã chia sẻ mỗi ngày rồi Những đức thường phiên những người chia sẻ Phật Pháp Không có gì phải sợ cả Đó là động viên tinh thần Mình muốn cho người ta còn làm được hơn mình Như bên kia mấy anh em ta làm được Những đức vô cùng là hỗ trợ tư tưởng chưa bao giờ có tâm ganh tị Không bao giờ có cái tâm sợ Người ta làm hơn mình Rồi người ta chiếm hữu công việc của mình Không có đâu quý vị Con người có tâm như vậy thì thua rồi Anh Đại Lão à, Thượng Tịnh Không Ngày nói một câu Tôi coi một quyển sách Quyển sách nào mà nói lên rằng Sách này tôi ghi ra Có bản quyền rồi Không được in ấn. và tôi tinh không ngài nói Quyển sách nào ghi như vậy là tôi khỏi coi Người ta bên cạnh hỏi gì sao Thì Ngài nói tâm lượng nhỏ quá coi làm gì Tâm lượng người này nhỏ quá Bỏ thời gian coi quyển sách của người này uổng công vô ích Khỏi cần coi cũng biết văn người này viết dở Vì sao? Vì tâm lượng quá nhỏ Làm sao viết văn hay Đúng không? Mình viết ra một quyển sách là mong lợi ích cho mọi người Người càng in, in ấn nhiều chừng nào Thì càng lợi ích lớn chừng đấy Vì quyển sách này mình muốn lợi ích cho mọi người Nếu như in một quyển sách Ghi một quyển sách Mà để trục lợi vậy Thì tấm lượng này nhỏ quá Coi để làm gì Nhưng bây giờ nó có những cái điều Không như ý ở chỗ này Có khi quyển sách của người ta Ghi chép ra Mình lại tự sửa quyển sách Đây là cái cách làm thiếu hiểu biết không tôn trọng tác giả. Phải nhớ. Người ta đã ghi ra một quyển sách là người ta có góc độ người ta. Mình được quyền tham khảo và coi quyển sách chứ không có cái chuyện mà sửa. Cái quyển sách tùy tiền. Hoặc là người ta làm một bộ phim Phật giáo, mình được quyền coi chứ mình không được quyền cắt tùy tiền cái bộ phim của người ta. Cắt giết rồi đã mất cái bản gốc cũ luôn. Nên người bây giờ cũng là do thiếu hiểu biết ngay chỗ này Mà người ta mới có khi đưa ra bản quyền Nhưng nếu mình đưa ra bản quyền gì trục lợ Vậy thì tâm lượng mình thua Phải nhớ Nên Phật Pháp á, phân tách rất rõ ràng để cho chúng ta hiểu quý vị Nên tu học làm sao tâm lượng phải rộng Tâm lượng lớn phước báo lớn Người tâm lượng lớn thì ít bao giờ phiền não giận hờn ai để trong tâm lắm Người tâm lượng nhỏ thì thường giận hờn vu vơ vì có đàn bà tâm lượng nhỏ Nên đụng cái gì cũng là moi móc giận hờ Mình là đàn ông thì không nên như vậy Phải nhớ đó Phải tập tâm lượng lớn Con người sống phải có tầm nhìn sâu Phải có tập thể Chứ đừng bao giờ lội ra khỏi tập thể Mà sống cô lập thì thua rồi quý vị Nhớ đó Hôm nay chúng ta học tập đến đây quý vị Nguyện à, đem à, công à đức này hồn về không tất cả để từ và chung sanh đồng sanh về tịnh độ A di đà phật. 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 Nam mô 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 A Di Đà Phật. A di đà phật, 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 Nam mô A di đà phật. 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật

vậy yeah. Đà Phật. vì yeah.